Từ nay tới cuối năm 2023, thần tài bất ngờ nhả lộc cho ba con giáp, ngồi trời không cũng trúng số độc đắc. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, đổi vận giàu có, ăn Tết to. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Lộc Phát Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được hưởng một cuộc sống giàu sang, an nhàn phải không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được như ước nguyện. Vậy làm sao mới hết khổ, bao giờ mới giàu sang? Thế nên việc nắm bắt được tương lai để ứng phó và nắm bắt thời cuộc là điều quan trọng để có một cuộc sống bình an, viên mãn. Đặc biệt từ nay tới cuối năm 2023 Quý Mão, với rất nhiều những dự báo về vận trình tử vi cho 12 con giáp trên tất cả các phương diện cuộc sống. Tuy nhiên trong đó sẽ có 3 con giáp may mắn và nổi bật hơn cả khi được trời thương ưu ái mà ung dung thảnh thơi, hưởng thụ thành quả sau bao cố gắng cả năm qua. Sự nghiệp thì phát triển, mọi bước đi đều viên mãn như ý. Không chỉ công việc mà ngay cả cuộc sống gia đình hay sức khỏe cũng ngày càng được nâng cao. Vậy những con giáp may mắn được gọi tên đó là ai? Những cơ hội và vận may họ nhận được trong thời gian này là gì? Quý vị hãy cùng Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây. Con giáp đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Mùi. Sự chu đáo, tinh tế luôn được thể hiện rõ nét trong cách ứng xử của những người tuổi Mùi. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông. Họ sẽ cảm thấy hối hận khi làm những điều vô tình gây tổn thương cho mọi người. Vậy nên họ rất hiếm khi phê bình hoặc mắng chửi bất kỳ ai. Dù có khó chịu đến mấy, họ vẫn lựa lời để bày tỏ quan điểm cá nhân một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, họ cũng là người bao dung, luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhờ có chỉ số EQ cao, họ là người được bạn bè quý mến và ngưỡng mộ. Sự thông minh, linh hoạt trong giao tiếp chính là vũ khí lợi hại nhất của người tuổi Mùi. Nhờ ưu thế này, họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống. Những lời nói ngọt ngào của họ có thể dễ dàng khiến cho người khác mềm lòng. Họ có thể nắm bắt tâm lý của người đối diện chỉ trong chớp mắt, nên sẽ đoán được hành động và lời nói tiếp theo của đối phương. Họ là những người quảng giao, có nhiều bạn bè trong xã hội. Trong những năm tháng tuổi trẻ, người tuổi Mùi thường gặp nhiều nghịch cảnh trong con đường sự nghiệp. Để vượt qua những khó khăn này, họ phải có lòng tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự khởi đầu nan. Sau những vất vả, họ sẽ được hưởng thành tựu như ý. Theo luận giải tử vi cho thấy, tuổi Mùi từ nay tới cuối năm 2023 luôn có quý nhân và các tinh vượng trợ, nên vận trình sẽ đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Các hạng mục đều diễn ra theo đúng với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm trí bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chờ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đùm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Người buôn bán kinh doanh có lộc nên thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức. Đây cũng là thời gian có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân. Bản mệnh sẽ mở rộng được mối quan hệ, được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Song người có đôi thì sẽ dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Sức khỏe của người tuổi Mùi thời gian này khá ổn định. Bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo. Tuy nhiên cần cẩn trọng bạch hổ hung tinh gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, xuất hành xa cần đặc biệt lưu tâm. Sau đây là dự đoán cát hung ở 4 phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi cuối năm 2023 như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi từ nay tới cuối năm tuổi Mùi âm lịch,
Con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình thời gian mới nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Công việc hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Thời gian này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều được trợ giúp kịp thời. Những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã. Các hạng mục đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí có một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này đạt được hiệu suất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đi đâu làm gì, bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai và sự khởi đầu nan. Dẫu quá trình có phải vấp khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu. Tuổi Mùi cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu. Chờ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đùm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa mà thôi. Về tài lộc, tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp cho tài vận của người tuổi Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong thời gian này. Theo đó, công việc tăng tiến nên tài lộc cũng sẽ khởi sắc hơn. Chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức tăng lương cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp. Có điều may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức. Các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tuổi Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh. Nguy cơ hào tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu bạn chủ quan. Trong thời gian này, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, tuổi Mùi cần đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Về tình cảm gia đạo, Tử Vi nhận thấy đây cũng là thời gian có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân. Bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa, đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, có thể hạ thấp một chút, cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu. Bên cạnh đó, nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình, có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn. Khi trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình, do dự quá lâu, cơ hội sẽ vụt mất. Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng. Tình chân công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Trong trường hợp này, nếu không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm sẽ rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Kiến nghị tuổi Mùi làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh. Về sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Mùi khá ổn định, gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi, dù vậy bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tích việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên do có Bạch Hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ.
nhắc nhở bản mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Còn giam thứ hai, xin chúc mừng tuổi Tý. Có thể rất nhiều bạn sinh năm Tý khi nghe đến tên mình trong top con giáp số sướng từ nay tới cuối năm đều băn khoăn tự hỏi phúc khí của mình ở đâu, mình sung sướng khi nào sao chẳng thấy. Bạn lúc nào cũng làm việc cực kỳ chăm chỉ, thậm chí có khi còn gọi là bán mạng nữa. Thế nên lúc nào cũng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, khổ nhọc mà thôi. Nhưng mà tuổi Tý ơi, bạn có thấy mình làm gì cũng chắc chắn vững vàng. Mỗi một bước chân bước đi đều là tiến về phía trước, chứ hiếm khi phải thụt lùi lại hay vấp ngã không. Tử vi phương Đông cho thấy thời trẻ con giáp này thường phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, thế nên cũng bỏ ra không ít thời gian, công sức. Cuộc sống vì thế mà luôn trong cảnh bận rộn, vất vả ngược xuôi, hiếm khi thấy có thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Song chắc hẳn bạn cũng cảm thấy mình càng bỏ ra nhiều công sức thì thành quả thu về lại càng nhiều, được cấp trên đánh giá cao, có địa vị trong xã hội, sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến. Vì thế đừng vội cho rằng mình không có phúc khí nhé, bởi có lẽ do lựa chọn của bạn ở mỗi thời điểm khác nhau. Khi trai trẻ có tiền bạc nhưng bạn lại đặt chi hướng ở sự nghiệp nên chưa vội hưởng thụ. Nhưng trong tương lai, khi sự nghiệp đã ổn định, cuộc sống của bạn sẽ dần dễ thở hơn với tiền bạc đầy kho, tình duyên như ý, gia đình hạnh phúc. Bạn còn là một trong ba con giáp có phúc khí hơn người, tuổi càng nhiều càng là báu vật vạn người mê. So với những người khác còn đang phải vật lộn ngoài đời mà chẳng có được thành quả ưng ý, thì thực sự đây là phúc khí của những người này rồi. Phải biết rằng có những người xui xẻo đen đủi tới mức hễ làm việc gì là việc đó đổ bể, dù gắng công gắng sức nhưng thành quả nhận về lại chẳng được là bao. Thậm chí còn bị kẻ khác nẫng tay chê nữa. Lời khuyên nho nhỏ với con giáp này đó là hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đừng ham công tiếc việc quá mức mà chẳng hề nhận ra trên đời còn có bao nhiêu niềm vui. Cây ngoài kia đang đâm chồi nảy lộc, bầu trời thì xanh và tràn ngập nắng. Hơn thế nữa, cứ làm việc bán mạng quên ngày tháng còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài. Vận biên bạn làm việc có mục tiêu của riêng mình, nhưng cũng cần nhớ rằng sức khỏe chẳng có tiền bạc nào mua được. Khi mất đi thì chỉ có thể hối tiếc mà thôi. Tham công tiếc việc quá, người ta nói là có phúc mà không biết hưởng. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi nhé. Phúc khí luôn ở bên. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực với mục tiêu của mình thì sẽ có được điều mình muốn. Không cần phải gắng sức quá đâu. Có thể quý vị chưa biết nhưng từ nay tới cuối năm, người cầm tinh con chuột sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền và dễ dàng nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vốn là người thực thà, nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình. Vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lành lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Con giáp này không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Tý càng thêm vững tâm mà tiến bước, không còn nhiều nỗi lo lắng phía sau. Có thể nói cả sự nghiệp và tình duyên, bản mệnh đều không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Con giáp này sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình. Lời nói chẳng mất tiền mua, lợi lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bản mệnh khéo ăn khéo nói thì có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Quý nhân tương trợ, tài vận cũng thăng hoa, đường tình duyên cũng như ý. Vận trình thời gian tới của tuổi Tý quả là khiến cho bao người ganh tị. Theo tử vi dự báo từ nay tới cuối năm, vận khí của người tuổi Tý tăng khá mạnh trong thời gian này. Cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận. Bạn được rất nhiều cát tinh tề tụ tương trợ, vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Kênh đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc từ nay tới cuối năm của con giáp này hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc.
Bạn mệnh cũng phát huy được khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Vị thế của Tý trong tập thể cũng ngày càng tăng. Tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao cho nhiệm vụ, thời điểm cho bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị thế của mình. Tình hình tài chính của tuổi này cũng sẽ có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt khiến cho bản thân thua thiệt. Vận nhân duyên khá lý tưởng, những người độc thân trong thời gian này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể tính chuyện lâu dài, quan hệ gia đình thuận lợi và có không khí vui vẻ để giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Sức khỏe của tuổi này cần lưu ý hơn do ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Cần dành sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể của bạn, bởi có sức khỏe là có tất cả. Ngoài ra, chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Sau đây là dự đoán hung cát ở 4 phương diện cuộc sống của người tuổi Tý như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Tý từ nay tới cuối năm, nhờ gặp đường cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đế vượng nên rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi này. Vận rồi trước kia dần tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Cát khí trong thời gian này cũng khai thông, rất nhiều dự án trì trệ, bê tắc tưởng như đã đi vào ngõ cụt trước đó. Việc lớn việc nhỏ đều đạt được kết quả ưng ý, bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của Tý cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt con giáp này cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Tinh thần làm việc của người tuổi này đang củng cố hơn trước, với lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách. Nếu đừng trao cho cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân có. Vị thế của Tý trong tập thể cũng ngày càng tăng. Tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao cho nhiệm vụ. Thời gian này cho bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều, bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của bạn giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã dự định sẵn, tận tâm tận lực làm việc là không khó để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, sẽ rước họa vào thân. Về tài lộc, cùng với công việc thăng hoa là tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc, tử vi âm lịch nhận thấy, tài vận của tuổi Tý cũng nhiều điểm sáng rõ rệt, sẽ được hưởng lộc trời ban. Được cục diện cát lành đỉnh điểm của vượng khí, cũng đồng thời là thời gian mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất trong năm Quý Mão, thu nhập của bạn ngày càng tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Dân văn phòng, làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Đã tới lúc bạn để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy. Thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt. Đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, làm bản thân thua thiệt, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên khoảng thời gian này có điềm báo tán hao tiền bạc do kiếp tài nhập cục. Vậy nên bạn phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận. Hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm. Về tình cảm gia đạo,
Từ nay tới cuối năm, người tuổi Tý được tam hợp cục trợ mệnh, lại thêm ngũ hành tương sinh che chở vận trình tình cảm nên sẽ ngày càng hưng vượng. Đào hoa khởi sắc rực rỡ thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có đường lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Các cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt thì có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao. Đừng quá đặt nặng những vấn đề râu ria khác. Mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ nên giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Tuy nhiên bát đũa còn có lúc xô nhau, hướng gì vợ chồng chung sống cả đời, sao tránh được những cự cãi, giận hờn. Những lúc như vậy, hãy chú ý hành xử có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính để rồi phải nói lời hối hận. Ngoài ra, Đế vượng xuất hiện trong thời gian này mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao. Về sức khỏe, trong thời gian từ nay tới cuối năm, có một vài thời điểm ngũ quỷ hung tinh rình rập. Sức khỏe của người tuổi Tý có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Để bảo vệ sức khỏe, bản mệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Con giáp cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Sửu. Cũng giống như tuổi Tý, những chú trâu luôn cảm giác thời trẻ, mình lúc nào cũng mệt mỏi bon chen vì công việc, chứ chẳng thấy phúc khí đâu, sâu sướng ở chỗ nào cơ chứ. Nhưng bình tĩnh nhìn lại, thực tế thì tuổi Sửu là những người sinh ra đã vui vẻ yêu đời, sống phóng khoáng thoải mái, lúc nào cũng nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất. Lại luôn cầu tiến, ham học hỏi, khiến mọi người xung quanh thấy bạn như vầng mặt trời rực rỡ, tỏa sáng vậy. Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, tuổi Sửu là người có phúc khí hơn hẳn so với những con giáp khác. Bản mệnh vất vả thời trẻ cũng chỉ bởi muốn nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống sau này được tốt đẹp hơn mà thôi. Có thể nói, tuy vất vả đôi chút nhưng thực sự thì bước đường sự nghiệp của con giáp này sẽ khá suôn sẻ, luôn nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Hơn thế nữa, sự lạc quan, tích cực trong suy nghĩ, thái độ sống của bản thân cũng sẽ giúp cho người cầm tinh con trâu có thêm nhiều may mắn trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội sâu rộng sẽ giúp cho con giáp này đi đến đâu cũng có nhiều người yêu cải mến, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi hơn so với mọi người. Hãy cố gắng để giữ những mối nhân duyên tốt nhất có thể. Xét về mệnh cách thì con giáp này vận khí sẽ ngày càng đi lên tốt hơn. Cuộc sống cũng ngày càng sung túc đủ đầy, không cần lo lắng nhiều về tiền bạc, cũng có công việc ổn định, sự nghiệp thăng hoa. Chẳng những có cơ hội để gây dựng nên những thành tựu rực rỡ trong đời, mà bản mệnh còn có nhiều cơ hội để phát tài, là mệnh đại phú đại quý hiếm ai bằng. Cuộc sống hôn nhân gia đình của tuổi Sửu cũng khá tốt đẹp và lý tưởng, bởi bản mệnh hiếm khi chấp nhận chuyện gì, biết thấu hiểu, bao dung và chia sẻ những vất vả mà nửa kia đang gánh đỡ, cũng luôn tìm cách để mang lại tiếng cười trong căn nhà bằng sự hài hước, lạc quan yêu đời của mình. Theo tử vi dự báo, con giáp này từ nay tới cuối năm có nhiều sự hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn.
Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì đó thì thời gian này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Thời gian này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình. Đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe cũng không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Sau đây là dự đoán hùng cát cụ thể về từng phương diện cuộc sống của người tuổi Sửu từ nay tới cuối năm như sau. Về sự nghiệp, người tuổi Sửu có vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển. Môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ. Càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Về tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu từ nay tới cuối năm cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Thứ tài có phần đỉnh hơn, tuy nhiên nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin. Dù chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Về tình duyên, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có nhiều biến động nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của tuổi Sửu không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Quý vị thân mến, nhẫn nhịn là cảm giác rất đau đớn. Khi đó người ta phải đè nén cơn giận trong lòng, phải siết chặt nắm tay, phải hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, phải cố gắng nở một nụ cười để buông xả. Trong sự nhẫn nhịn, bạn có thể sẽ bị người khác chê cười vì nhút nhát, bị người khác gọi là kẻ vô dụng, thậm chí sẽ phải hứng chịu đủ mọi lời bình luận, mỉa mai. Nhưng những lợi ích mà nhẫn mang lại thì chỉ khi bạn mất đi những thứ do tức giận cướp đi, bạn mới có thể tự mình cảm nhận nó. Nhẫn một lúc có thể tránh được tai họa trăm ngày, câu này không hề mang tính chất thổi phồng. Nếu nhẫn, việc lớn sẽ thành việc nhỏ, khi việc nhỏ biến thành không có. Nhẫn có thể giảm bớt tác hại và giúp giải quyết êm các mâu thuẫn trong hòa bình và âm thầm. Đối với bản thân, nhẫn nhịn là làm dịu mọi thứ. Khi đối đãi người ngoài, nhẫn nhịn là cho người khác một cơ hội.
Sống trên đời, không tranh cao thấp, không đặt cược thắng thua, mà nhân từ đối đãi và bao dung với người. Đây là cảnh giới rất cao, một người tu luyện tâm tính có thể đạt tới. Khoan dung nhẫn nhịn cũng là phúc lành lớn nhất. Do đó, hãy sống bằng thái độ điềm tĩnh, tâm thái rộng lượng, cuộc sống của bạn sẽ giảm bớt tranh chấp và bình yên hơn.